cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nối liền đường điện Bắc Nam là bậc vĩ nhân như thế nào? Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Trong thời kỳ giải phóng dân tộc, không những phải đối mặt với giặc ngoại xâm, mà yếu tố nội tại như sự chia cắt địa lý khác biệt vùng miền dẫn đến chia cắt lòng người, cũng khiến sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước đòi hỏi phải có những lãnh đạo có tâm và có tầm để tập hợp đoàn kết tất cả các lực lượng, thu nhân tâm về một mối. Và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã là một nhân vật xuất chúng, đáp ứng được những điều kiện đó, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng. Ông chính là người đi đầu trong chủ trương và hành động không ngừng nghỉ cho sự nghiệp đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, sinh năm 1922 tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Xã Trung Hiệp xưa kia là làng Trung Hiệp, được thành lập từ thời vua Minh Mạng. Võ Văn Kiệt sinh ra vào cuối năm 1922. Đây là thời gian Vĩnh Long bị mất mùa liên tiếp, đời sống nông dân vô cùng khổ cực. Khi đó, cậu bé Hòa là con út trong một gia đình có 5 anh trai và 2 chị gái. Gia đình Phan Văn Hòa cũng nghèo như số đông trong làng. Cha đẻ của ông Kiệt, ông Phan Văn Dựa tuy là người không biết chữ, cả đời cực nhọc làm thuê làm mướn để nuôi con, nhưng ông tính tình khẳng khái, trọng nghĩa. Khi còn nhỏ, ông Kiệt là một đứa trẻ rất hiếu động, có niềm đam mê với võ thuật. Có người trong gia đình không đồng tình nói rằng học võ chỉ đánh nhau, nhưng ông Phan Văn Dựa là người khuyến khích ông Hòa học võ. Theo cha, ông học võ là để rèn luyện sức khỏe và phòng vệ bản thân, đồng thời cũng là để người mạnh có thêm sức mạnh và bảo vệ người yếu. Chính quan điểm đó của cha ông Kiệt đã nuôi dưỡng cho ông một tinh thần nghĩa hiệp, dám xả thân khi lớn lên. Những ngày tháng lớn lên tại quê hương của ông Kiệt là những ngày tháng vất vả, không được đến trường, ăn không đủ no, phải lao động cực nhọc để kiếm sống. Nhưng nhờ đó, ông Kiệt ngay từ khi còn bé đã biết yêu lao động, thương người cùng cảnh ngộ. Mặc dù tuổi thơ cơ cực nhưng ông Kiệt rất ham học lớp học với những gia đình trung nông địa chủ. Năm 16 tuổi, ông chính thức tham gia phong trào cách mạng đầu tiên trong cuộc đời, là thanh niên phản đế nhờ sự nhiệt thành cách mạng của mình mà ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939. Lo sợ rằng gia đình sẽ cấm cản, nên ông quyết định giấu gia đình tham gia hoạt động cách mạng. Ông Hà Văn Út đưa ông Kiệt tới giới thiệu cho Hội Cứu tế Hội Ái Hữu. Kể từ đó 3 ngày, chàng thanh niên chính Hòa vẫn đi làm mướn, phát cỏ cày trục, ban đêm đi dự nghe diễn thuyết, tham gia tuyên truyền, lôi kéo các bạn cùng trang lứa tham gia vào tổ chức bí mật và công khai. Sau đó, ông lại được phân công làm giao liên cho xã và huyện. Do bản tính hoạt bát hòa đồng, thông minh nhanh nhạy nên ông Kiệt làm rất được việc, được mọi người tin cậy quý mến. Nói về tài tuyên truyền, vận động quần chúng của thanh niên Phan Văn Hòa, thầy giáo Mẹo kể rằng mới mười mấy tuổi, thằng trả họp dân, nói ai cũng há hốc mồm nghe. Thằng trả vận động đi cướp chính quyền, người ta xách dựa đi hết. Thông qua hoạt động thử thách trong cao trào cách mạng dân chủ do Đảng lãnh đạo và được sự dìu dắt của chiến sĩ cách mạng đàn anh đàn chị, ông Kiệt ngày càng trưởng thành, được tổ chức tin tưởng. Tháng 11 năm 1939, chính Hòa được đồng chí Tạ Uyên, lúc này là bí thư liên tỉnh ủy Hậu Giang, giới thiệu vào tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thời gian khởi nghĩa Nam Kỳ, ông Kiệt giữ vai trò là huyện ủy viên, bí thư chi bộ tại huyện Vũng Liêm. Sau cách mạng tháng 8, khi quân đội Pháp tái chiếm Nam Kỳ, Võ Văn Kiệt là ủy viên chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ từ năm 1946 đến năm 1954. Ông là tỉnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Rạch Giá, sau đó là phó bí thư rồi bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Võ Văn Kiệt là thành viên của phong trào độc lập Việt Minh. Ông đã chiến đấu chống lại thực dân Pháp trong phong trào chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất năm 1946 tới năm 1954 ở miền Nam Việt Nam. Theo Hiệp định Geneva, các cán bộ Cộng sản buộc phải tập trung tại miền Bắc Việt Nam, nhưng ông nằm trong số những người ở lại miền Nam, di chuyển giữa các căn cứ bí mật ở miền Đông Nam Bộ. Người vợ đầu tiên của ông là bà Trần Kim Anh, và hai người con của ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Hoa Kỳ vào năm 1966. Sau Hiệp định Geneva năm 1955, Võ Văn Kiệt được bầu làm ủy viên xứ ủy Nam Bộ và phó bí thư liên tỉnh ủy Hậu Giang.
Từ năm 1959 đến cuối năm 1970, ông được giao trọng trách là bí thư khu ủy T4, tức khu Sài Gòn Gia Định. Ông bắt đầu được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương, trong Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam, từ Đại hội 3 năm 1960 và là ủy viên Trung ương Cục miền Nam năm 1961, chỉ huy các lực lượng cộng sản tại Sài Gòn và các vùng lân cận. Từ năm 1973 đến năm 1975, ông được điều về làm ủy viên thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Sau khi lực lượng cách mạng kiểm soát Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông đã lãnh đạo việc tiếp quản thành phố vào năm 1976, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bí danh là tỉnh trưởng, đồng thời là Phó Bí thư Thành ủy. Cơ quan này đã được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh, để tưởng nhớ vị lãnh tụ đã khuất trong chiến dịch Hồ Chí Minh, và văn kiện được Trung ương Cục phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy, đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn. Từ năm 1976, ông làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6. Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ tư năm 1976, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến năm 1982. Từ tháng 4 năm 1982, Võ Văn Kiệt được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 năm 1988, ông được giao nhiệm vụ quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng qua đời đột ngột, từ năm 1987 đến năm 1991, ông làm Phó Thủ tướng kiêm trưởng ban chỉ đạo hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch. Sau người tiền nhiệm là Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp, nhiệm kỳ Thủ tướng thứ nhất, và khởi động dự án đường dây 500 kV Bắc Nam. Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 8 ngày 8 tháng 8 năm 1991, Võ Văn Kiệt được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay Võ Mười. Từ đây, dưới thời ông đã có nhiều chính sách quan trọng về kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Ở vào thời điểm năm 1986, chủ trương đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thổi những luồng gió mới. Tuy nhiên, khu vực miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có sự tiếp cận với công nghiệp sớm, vẫn không thể tạo ra đột phá mạnh mẽ do điện thiếu trầm trọng, bởi nguồn tại chỗ rất hạn hẹp. Cắt điện luân phiên là chuyện thường ngày. Quyết định xây dựng đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam nhằm truyền tải điện từ Bắc vào Nam, giúp miền Nam bớt cơn khát điện, đã được ông Võ Văn Kiệt chính thức đặt ra với các lãnh đạo của Bộ Năng lượng trong một bữa cơm Tết năm 1991. Câu trả lời làm được của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải một tuần sau đó cũng là khởi đầu cho hàng núi công việc cần triển khai. Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ miền Bắc, bao gồm các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình để cung cấp cho miền Nam và miền Trung, lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng, đồng thời liên kết hệ thống điện cục của ba miền thành một khối thống nhất. Điểm đặc biệt của việc xây dựng đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc Nam chính là thời gian thi công trong vòng 2 năm, một cột mốc thời gian như không tưởng, đặt ra cho cán bộ công nhân viên ngành năng lượng. Lúc đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt được phân công làm Tổng Chỉ huy công trình. Ban đầu dự án đường dây xuyên Việt 500 kV đã gây rất nhiều tranh luận từ các cấp lãnh đạo nhà nước, các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước đến dư luận xã hội, với những đặc thù có 102 của nó. Trước tiên về mặt kỹ thuật, thì đây là một công trình khó dưới góc độ truyền tải điện vì khoảng cách quá lớn, rất gần với chiều dài được các chuyên gia gọi là 1/4 bước sóng, tức 1.500 km một chiều dài. Về lý thuyết có thể gây ra rất nhiều khó khăn trong kỹ thuật thiết kế và vận hành đường dây, như giới hạn ổn định và kéo theo đó là khả năng truyền tải thấp, khó giữ điện áp trong giới hạn cho phép, xác suất mất điện khá lớn vì đường dây mạch đơn, đi suốt chiều dài đất nước nhiều đoạn, qua những địa hình cực kỳ hiểm trở, điều kiện thiên nhiên rất khắc nghiệt, mưa bão, lũ lụt hàng năm. Về mặt xã hội, nhiều người băn khoăn về tính khả thi và hiệu quả kinh tế của công trình do vốn đầu tư lớn, vật tư, thiết bị đa phần nhập từ nước ngoài, thời gian dự kiến hoàn thành công trình quá ngắn so với kinh nghiệm thực tế của thế giới. Mức độ an toàn của công trình nhìn từ góc độ xã hội
có thể gây lo lắng vì nhiều vùng tình hình an ninh phức tạp, có nơi đường dây đi qua quá gần biên giới của các nước láng giềng. Tất cả những khó khăn trên đây, cùng với những kiến nghị về giải pháp khắc phục, đã được báo cáo và phân tích chi tiết đầy đủ bởi ông Võ Văn Kiệt và đồng sự. Đúng như tuyên bố của ông trước đó, nhiệm vụ của cán bộ khoa học và kỹ thuật là phải chứng minh, phải chịu trách nhiệm về tính khả thi của công trình. Những việc khác như tiền nong, nhân lực, các vấn đề về xã hội, an ninh đã có chính phủ lo. Ông ra lệnh xử lý nghiêm dù cho người đó là ai, ở cương vị nào. Sau này, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải, người lập đề án đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc Nam, bị kết tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, bị kết án 3 năm tù giam. Một số cán bộ có liên quan bị cách chức. Ông Kiệt cũng tuyên bố, nếu đường dây 500 kV không thành công thì ông sẽ tự động từ chức. Công trình được Bộ Chính trị thông qua vào tháng 1 năm 1992. Đến ngày 25 tháng 2 năm 1992, Chính phủ phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật với quyết định thời gian hoàn thành là 2 năm và do thời gian khẩn cấp nên cho phép thực hiện theo phương pháp khảo sát, thiết kế, nhập vật tư, thiết bị và thi công thực hiện song song. Mục tiêu hoàn thành xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam có chiều dài tới 1.500 km trong 2 năm cũng đã được nhiều người cho là không khả thi, và nhất là giải quyết bài toán 1/4 bước sóng. Có người không chịu bó tay trước thách thức ấy, cùng với các chuyên gia nước ngoài tính toán kỹ thuật như chia đường dây thành 4 đoạn, đặt các tụ bù dọc kháng bù ngang với chi phí không hề rẻ để điều chỉnh kịp thời, triệt tiêu tác động của câu chuyện 1/4 bước sóng. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1992 tại các vị trí móng số 54, 852702, ông Võ Văn Kiệt đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình. Theo sự phân công của Chính phủ, ông Kiệt làm tổng chỉ huy công trình đường dây 500 kV Bắc Nam, nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 9. Ngày 23 tháng 9 năm 1992, ông tái cử Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2. Sau hơn 2 năm xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1, đúng 19 giờ 7 phút 59 giây ngày 27 tháng 5 năm 1994, ông Võ Văn Kiệt ra lệnh hòa hệ thống điện miền Nam với 4 tổ máy của nhà máy Thủy điện Hòa Bình tại Đà Nẵng. Sau sự kiện này, ông được nhiều người gọi là Thủ tướng Điện, một tổng tư lệnh ngành, một nhà lãnh đạo đặt nền móng và có những đóng góp to lớn cho một lưới điện thống nhất cả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế như ngày nay. Quyết định năm xưa của ông Kiệt đã giải quyết được vấn đề thiếu điện ở miền Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Sáng hôm sau khi đóng điện, ông Võ Văn Kiệt vào nhà tù thăm cựu Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải, báo tin mừng đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc Nam đã thành công. Huy hiệu đường dây 500 kV mà anh em điện lực gắn cho ông Kiệt, ông đã gắn cho ông Hải. Ông Võ Văn Kiệt được xác nhận là đã qua đời trong yên bình, lúc 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6 năm 2008 giờ Singapore, tức 7 giờ 40 phút cùng ngày giờ Hà Nội. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau đó đã gửi lời chia buồn và hỗ trợ Việt Nam, đưa thi hài của ông về nước vào tối cùng ngày để chuẩn bị tổ chức quốc tang. Lễ viếng được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, nơi đặt linh cữu của ông và trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, quê hương ông. Lễ truy điệu tổ chức vào ngày 15 tháng 6. Sau đó, đến trưa cùng ngày, linh cữu của ông Võ Văn Kiệt được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, ông Võ Văn Kiệt là một người luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết. Trước hết, suy nghĩ về việc làm của ông luôn thể hiện sự trăn trở của một công dân, của một nhà lãnh đạo, người đứng đầu chính phủ đau đáu vì tương lai phát triển của đất nước. Ông cũng là một người có tầm nhìn, khi không say sưa với những thắng lợi mà luôn tìm tòi theo cách nghĩ, khám phá, đột phá, sáng tạo mỗi khi nhắc tới cuộc đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, khó khăn vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí luôn trăn trở đảng phải làm gì cho dân, để đáp ứng lại sự hy sinh to lớn và vô giá đó. Ông cũng luôn day dứt về nguy cơ tụt hậu của đất nước, về sự tăng trưởng bền vững của nước nhà, làm sao phát huy được tiềm năng sẵn có trong nhân dân để tận dụng cơ hội bứt phá, đưa đất nước phát triển nhanh hơn với tầm nhìn xa, tư tưởng nhân văn, đoàn kết, hòa hợp, chủ động,
khép lại quá khứ chiến tranh và hướng tới tương lai, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã góp phần tạo sự ổn định và phát triển mạnh mẽ của đất nước về sau.